Cô gái liều lĩnh cướp tiệm vàng để trả nợ đã bị bắt. Cô gái do nợ nần đã đi mua vàng giả đến một tiệm vàng cháo vàng thật, rồi còn liều lĩnh đi cướp tiệm vàng khác. Chỉ sau một giờ đồng hồ nhận được thông tin trình báo, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã nhanh chóng truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm cắp và cướp giật tài sản trên địa bàn. Chiều mùng 6 tháng 1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã bắt được Tiêu Thị Giang, 27 tuổi về hành vi cướp tiệm vàng và trộm cắp tài sản. Giang quê xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, hiện đang cư trú tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương. Trước đó, chiều mùng 4 tháng 1, xảy ra vụ việc một phụ nữ liều lĩnh trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản của hai tiệm vàng thuộc khối 3, khối 6, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Đô Lương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, truy bắt nghi can. Sau chưa đầy một giờ đồng hồ, Công an đã xác định và ra lệnh triệu tập Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang đã khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đến chợ mua nhẫn màu vàng, rồi đến hỏi mua vàng tại cửa hàng vàng bạc ở tiệm vàng nêu trên. Lợi dụng sự chủ quan của nhân viên bán hàng, Giang đã nhanh tay cháo hai chiếc nhẫn của cửa hàng bằng nhẫn Mỹ ký vừa mua, rồi lấy lý do không mua hàng và rời đi. Sau đó, Giang tiếp tục đi đến một cửa hàng vàng bạc tại khối 6, thị trấn Đô Lương để bán hai chiếc nhẫn vừa lấy được với giá hơn 12,1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhận thấy số tiền đó chưa đủ để trả nợ, Giang tiếp tục yêu cầu nhân viên bán hàng lấy ra 5 nhẫn vàng để xem. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Giang đã cướp giật số vàng trên và bỏ chạy. Nhân viên cửa hàng đã hô hoán, đuổi theo nhưng không kịp. Cướp được số vàng trên, Giang tiếp tục đến một tiệm vàng khác ở khối 3, thị trấn Đô Lương bán được hơn 30 triệu đồng. Số tiền có được từ bán vàng, Giang đã dùng một phần để trả nợ, phần còn lại để tiêu dùng cá nhân, ăn chơi. Cơ quan công an huyện Đô Lương đã thu hồi toàn bộ các vật chứng của vụ án.